Vua review phim xin chào các bạn, thanh niên này đóng giả làm nhân viên vệ sinh, che một camera an ninh trong tòa nhà, mở đường cho hai cô gái từ ống thông gió đi xuống, các thiết bị báo động cũng đã được dọn dẹp gọn gàng. Cả ba vô cùng háo hức vì họ đang đột nhập vào nhà của người giàu nhất thế giới, cũng chính là siêu anh hùng Batman, nơi đây xa hoa, lộng lẫy vô cùng. Qua cuộc nói chuyện, ta biết được ba người này được một kẻ lạ mặt thuê đến đây để trộm một thứ trong két sắt. Với nghiệp vụ đỉnh cao, két sắt nhanh chóng đã bị phá, nhưng không ngờ bên trong lại là một khẩu súng. Kỳ lạ hơn là nòng súng vẫn còn nóng, có lẽ là vừa mới bắn xong, chưa hiểu kiểu gì thì máy bay cảnh sát đã bao vây tòa nhà, trên kính còn xuất hiện một dòng chữ bằng máu. Biết mình đã bị gài bẫy, ba người chạy đến cửa sổ xem thì thấy Batman nằm ngủm củ tỏi ở dưới đất, nhanh chóng ba người liền rời khỏi đây, nhưng vừa đến thang máy thì đã gặp cảnh sát, cả ba đánh đấm cũng rất đỉnh cao, chỉ vài đường cơ bản, hai cảnh sát đã bị hạ gục. Sau đó thanh niên đã lấy bộ đàm để đánh lạc hướng cảnh sát, giúp cả ba rời khỏi tòa nhà thành công. Lúc này ở bên dưới, cảnh sát cũng đã đến nơi, dẫn đầu là cảnh sát trưởng của thành phố Gotham, cảnh sát Henry, nhìn thấy bạn thân Batman của mình đã đăng xuất, Henry đau lòng vô cùng. Ở một diễn biến khác, thanh niên này tên là Turner, là con nuôi của Batman, bố mẹ của Turner đã bị giết hại ở một khu ổ chuột. Sau đó Batman đã nhận cậu làm con nuôi, hôm nay Turner vừa thi đỗ vào một trường đại học, vừa hay Batman cũng đã đi ra ngoài làm việc. Turner liền mời các bạn của mình về nhà để tổ chức tiệc tùng, không hổ danh là con trai của người giàu nhất thế giới. Buổi tiệc vô cùng hoành tráng, rất nhiều người tham gia. Lúc này bà quản gia đến báo có một cặp đang mây mưa trên phòng làm việc của bố mình, Turner liền lên xem. Cặp đôi này không ai khác chính là Sở Tiêu, bạn thân của Turner, không muốn làm ô ế phòng làm việc của bố. Turner liền nói hai người hãy đi nơi khác mà Trong lúc buổi tiệc đang diễn ra vui vẻ thì cảnh sát Henry đã đến báo tin dữ rằng cha nuôi của Turner vừa mới bị giết. Anh nghe tin thì như chết lặng, không ngờ rằng mình phải mồ côi lần hai. Lúc này Henry cũng tiết lộ cho Turner cha của cậu chính là Batman. Thanh niên số hưởng không thể tin đây là sự thật. Anh không ngờ bố nuôi lại giấu mình việc này. Quá tức giận, Turner đã ném ly rượu vào vách tường. Thấy vậy Sở Tiêu cũng đến an ủi bạn mình. Bất ngờ lúc này Turner nghe tiếng rượu chảy rất lớn. Anh liền tiến tới xem thử. Sau khi nhấn vài cái trên tường, bất ngờ một cánh cửa mở ra. Bên trong là một mật đạo siêu to khổng lồ với những thiết bị vô cùng tối tân, hoành tráng. Đây đích thực là nơi làm việc của người rơi. Hôm nay là ngày tổ chức đám tang cho Batman, người dân ai nấy đều vô cùng thương tiếc cho vị anh hùng của thành phố này, nhưng đi kèm với đó là cảm giác bất an, lo lắng, vì sợ sẽ không còn ai trừng trị đám tội phạm trong thành phố được nữa. Turner cũng đứng ra phát biểu vô cùng xúc động về người bố của mình. Lúc này cảnh sát đã nhận được tin về đám người đột nhập hôm qua, Henry liền cho lệnh vây bắt, sau đó cảnh sát trưởng đến an ủi Turner, ông nói sẽ bắt được thủ phạm giết cha cậu. Nhưng Turner không tin cho mấy, vì lúc trước cha mẹ trước của cậu bị giết thì cảnh sát cũng nói như vậy. Cùng lúc này, ba người đột nhập kia đang chuẩn bị tiền bạc để rời khỏi thành phố. Cả ba thừa biết mình bị gài bẫy, nhưng vì không biết người thuê là ai nên cũng không làm được gì. Lúc này đội đặc nhiệm đã ập vào, dẫn đầu là cảnh sát đầu hói, nhanh chóng ba người đã bị bắt. Đúng như mọi người lo ngại, sau khi người rơi đăng xuất, đám tội phạm thành phố càng thêm manh động, bạo loạn xảy ra khắp nơi. Nghe được tin tức này làm Turner càng thêm tưởng nhớ bố mình. Anh quyết định sẽ giúp cảnh sát Henry điều tra vụ án, nhưng bà quản gia đã ngăn cản, vì Turner vẫn chỉ là một học sinh. Lúc này ở đồn cảnh sát, anh đầu hói đang phỏng vấn ba người đột nhập. Cô gái này tên là Arkham, là con gái của Joker, kẻ thù không đội trời chung với người rơi. Vì thế Arkham có động cơ để giết Batman, hơn nữa cô gái từng vào tù ra tội rất nhiều lần vì tội trộm cướp. Arkham cũng giải thích là mình bị gài bẫy, nhưng cảnh sát không tin cho lắm. Cô gái thứ hai tên là Harper, là một thiên tài, nhưng vì gia đình lục đục nên cô phải bỏ học sớm. Cô phải làm tất cả vì em trai mình, cũng là cậu thanh niên thứ ba, anh tên là Cullen. Lúc này Harper đã nhận tội giết người rơi, đổi lại cô muốn cảnh sát hãy thả em trai mình ra, nhưng Henry đã không tin việc này. Về phía Turner, anh vẫn không nghe lời của quản gia, muốn tự điều tra về hung thủ đã giết hại cha mình. Anh và Sở Tiêu đi xuống phòng làm việc của Batman, với khả năng tin học của mình, Sở Tiêu nhanh chóng đã truy cập thành công vào hệ thống, hai người vô cùng bất ngờ về dữ liệu nơi đây. Nó nắm hết thông tin mọi người trong thành phố, về cổ phiếu, tham ô cũng như các loại tiền phạm pháp. Turner liền nói bạn gái cha xem ai là người đã chuyển tiền cho ba người tình nghi kia, nhưng kết quả khiến cả hai đứng hình, tất cả người chuyển khoản đều mang tên Turner, có vẻ như hung thủ muốn đổ tội cho anh. Hai người đang định báo cho Henry thì cảnh sát đã đến trước cửa, nhanh chóng Turner đã bị bắt đi. Vụ việc nhanh chóng được lan truyền khắp thành phố. Biết được sự việc, Henry liền đi gặp Turner, nói anh đừng khai gì và chờ luật sư. Sau đó Henry đi gặp cảnh sát đầu hói, nói có thể có người muốn đổ tội cho Henry. Nhưng đầu hói nói rằng chứng cứ rõ ràng mà cãi cái gì, còn động cơ giết người chính là vì khối tài sản của Batman rồi. Nhưng Henry vẫn không tin, anh tiếp tục đến gặp Turner để thông báo tình hình. Còn đưa cho cậu một đồng xu có hình con cú, Henry đã tìm được nó trên xác của người rơi.
Sau đó Turner được đem đến giam chung với ba người Arkham. Vừa gặp mặt, ba người bắt đầu khiêu khích, cho rằng Turner đã gài bẫy mình. Turner cũng nhanh chóng bật lại vì cho rằng đám này đã giết chết cha mình. Cứ thế hai bên lao vào giao cấu võ thuật trí chóe, nhanh chóng cảnh sát cũng xông vào, đập mỗi người một cây khống chế hiện trường. Cũng trong lúc này, một người phụ nữ đến gặp Henry, nói nếu anh xác nhận Turner chính là thủ phạm, thì chức thị trưởng kế nhiệm chắc chắn là của anh rồi. Tuy vậy nhưng Henry cũng không muốn, vì anh xem Turner như là cháu của mình vậy. Ở trong tù, Turner cũng gọi cho Sở Tiêu, bây giờ cô là người duy nhất mà anh có thể tin tưởng, anh muốn bạn gái hãy truy cập vào hệ thống của Batman một lần nữa để tìm ra kẻ đứng sau tất cả chuyện này. Sở Tiêu cũng nói mình sẽ cố gắng hết sức. Vì vụ đánh nhau vừa rồi, Turner và người trong nhóm Arkham đã bị chuyển trại giam. Khi vừa lên xe, Arkham đã nói cuộc đánh nhau vừa rồi chỉ là dàn dựng mà thôi, mục đích là để được chuyển trại giam và lợi dụng lúc này sẽ tuột ngục. Cô thừa biết bốn người đều bị gài bẫy nên muốn sau khi trốn khỏi đây sẽ điều tra về kẻ đã gây ra chuyện này. Turner lúc này không biết phải làm sao, vì nếu vượt ngục thì không khác gì nhận tội, nhanh chóng đầu hói đã vào, áp giải cả đám lên đường. Vừa đi được một lúc, Arkham bắt đầu hành động, cô đánh lạc hướng đầu hói, giúp Harper và Cullen mở còng tay, sau đó là tấn công đám lính canh. Bị bất ngờ, đám cảnh sát thoáng chốc đã bị hạ gục, tài xế xe cũng bị dính đòn, làm chiếc xe chao đảo trên đường. Turner sau khi suy nghĩ xong cũng đã quyết định về phe của Arkham, anh liền lao đến điều khiển chiếc xe, cho nó lật úp xuống đường. Đám cảnh sát bên ngoài nhanh chóng bao vây chiếc xe, nhưng Arkham đã bắt đầu hói làm con tin, sợ cô gái sẽ giết người, Turner đã ra tay ngăn cản, lợi dụng lúc này tên đầu hói đã cướp lại được súng, khống chế cả đám. Tên này bây giờ mới lộ mặt thật, thì ra hắn có liên quan đến cái chết của người rơi. Lần chuyển trại này là muốn đưa cả đám đi thủ tiêu, nhưng may có vụ vượt ngục này, hắn lại càng có cớ để giết mọi người. Turner lúc này mới nhận ra mình mới làm một việc ngu ngốc, khi đầu hói sắp ra tay thì đã bị một mũi phi tiêu ghim vào tay. Chưa hiểu kiểu gì thì một chiếc xe cũng bị bắn nổ tan tành, tiếp theo là những quả bom được ném đến, khiến đám cảnh sát hỗn loạn vô cùng. Lúc này một người đeo mặt nạ xuất hiện, chỉ vài đường cơ bản đã ao trình hết đám cảnh sát. Cô gái nói mình tên là Robin, cộng sự của người rơi. Turner cũng nhận ra đây là bạn học cùng lớp với mình. Nhanh chóng Robin đã đưa mọi người rời khỏi đây. Trước khi đi, Arkham cũng không quên cho Turner một bạt tai vì việc làm ngu ngốc vừa rồi. Tối hôm đó, Henry họp báo với truyền thông, nói rằng cảnh sát đang huy động tất cả lực lượng để truy tìm nhóm vượt ngục. Sở Tiêu cũng đang đi xuống văn phòng của người rơi để giúp Turner điều tra. Về phía Turner, mọi người đã đi đến một nơi an toàn, đang bàn bạc xem làm cách nào để tìm được người đứng sau chuyện này. Nhưng mọi người không biết bắt đầu từ đâu cả. Lúc này Cullen đưa ra một chiếc đồng hồ, khi chạy trốn anh đã lấy được của tên đầu hói, phía sau nó có hình một con cú. Vừa nhìn thấy hình này, Arkham đột nhiên đứng hình, sau đó là nói mọi người chết chắc rồi. Cô gái nói đây là biểu tượng của hội đồng cú, những người thực sự kiểm soát thành phố này, không ai biết họ là ai, cũng không ai dám biết vì nếu biết thì cũng sẽ bị giết chết. Cùng lúc này, bà quản gia đang đốt đi di chúc của người rơi để lại, còn trầm ngâm một cách khó hiểu. Ở một nơi khác, cảnh sát đầu hói vì làm việc thất bại nên cũng đã bị một sát thủ chém cho rụng đầu. Tối hôm đó, Henry đã dẫn cảnh sát tấn công vào văn phòng bí mật của Batman, nhưng Sở Tiêu cũng đã kịp rời khỏi đây. Henry liền cho thu giữ hết máy móc về điều tra, bà quản gia cũng nói là mình không biết về căn phòng này. Lúc này nhóm của Arkham đang đi trộm vài bộ đồ liền mặt. Vì đã quá quen với việc này nên ba người của Arkham rất hào hứng, còn thiếu gia như Turner thì vẫn cảm thấy áy náy. Anh nói sau này khi được minh oan thì sẽ trả lại. Một lúc sau thì cảnh sát cũng đến, cả đám liền rời khỏi đây, bốn người hiện giờ đang là đối tượng truy nã số 1 của thành phố. Sáng hôm nay, Sở Tiêu đã nói cho bạn trai của mình nghe về việc mình đang giúp đỡ Turner. Tony nghe vậy thì khuyên người yêu không nên nhúng tay vào việc này, vì sợ cô sẽ gặp rắc rối, nhưng cô gái nói Turner là bạn của mình, nên cô không thể bỏ mặt cậu ta được. Sau khi Tony rời đi, Sở Tiêu đã âm thầm đi đến căn cứ bí mật, vừa vào trong thì cô đã bị Arkham khống chế, nhanh chóng Turner đã ra giải vây, nói rằng Sở Tiêu chính là hacker của nhóm. Sở Tiêu cho mọi người biết tất cả máy móc đã bị cảnh sát thu giữ. Lúc này có người gửi đến đồn cảnh sát vài cái thùng hàng, Henry mở ra thì bên trong là đầu của anh đầu hói và đồng đội. Mọi người lúc này hoang mang thật sự, nhanh chóng sự việc đã được truyền thông đưa tin. Biết được sự việc, Arkham liền nhận ra đây là cách giết người của hội đồng cú. Những sát thủ chuyên chặt đầu này được gọi là các Talon. Arkham biết bọn này vô cùng tàn nhẫn nên cô đã có vẻ rén vì sợ cả đám sẽ bị bay đầu. Nhưng Turner vẫn muốn tiếp tục điều tra. Anh cho rằng Batman đang điều tra về tổ chức này nên mới bị giết chết. Và Turner muốn tiếp tục thực hiện việc còn dang dở của cha mình. Nhưng vấn đề là mọi người không biết Batman đã điều tra đến đâu. Lúc này Robin nói người rơi có một quyển nhật ký. Nó được giấu ở văn phòng công ty, cũng chính là nơi mà nhóm của Arkham đã đột nhập lúc trước. Batman có thể đã ghi lại những gì mình điều tra được vào cuốn nhật ký đó. Nghe vậy Turner liền ra kế hoạch đột nhập vào đây. Ở một diễn biến khác,
Henry đã điều tra ra được các máy tính của Batman đã bị hack, biết Turner không giỏi về máy tính nên không thể làm việc này. Chỉ còn trường hợp là cô bạn sờ tiêu của Turner mà thôi. Nhanh chóng cô gái đã bị gọi lên phường uống nước trà. Biết Henry không có bằng chứng, nên sờ tiêu vẫn nói là không phải mình làm. Nhưng không ngờ anh bạn trai Tony cũng đến đây làm sờ tiêu điếng hồn. Cô không biết tên này có bán đứng mình hay không. Tối hôm đó, bốn người bắt đầu đột nhập vào phòng làm việc của người rơi. Ba người Arkham sẽ ở ngoài xe để ngắt camera an ninh cũng như cảnh giới, còn Turner và Robin sẽ đột nhập vào trong. Khi hai người rời đi, Arkham đã rủ hai chị em Harper chạy trốn cùng mình, rời khỏi thành phố này vì hội đồng cứu rất nguy hiểm. Nhưng Harper và Cullen đã không đồng ý, hai người không muốn bỏ đồng đội, cũng như muốn minh oan cho bản thân. Lúc này Turner và Robin cũng đã được nhập vào trong thành công. Vì là cộng sự của Batman nên Robin biết được mật thất trong căn phòng này. Bên trong là rất nhiều vũ khí hiện đại của Batman, cũng như là cuốn nhật ký. Bên trong ghi lại những gì mà Batman đã điều tra, người rơi cho rằng chính hội đồng cứu là người đứng sau cuộc ám sát cha mẹ ông. Tuy vậy nhưng Batman vẫn chưa điều tra ra được gì về tổ chức này cả, và trang cuối cùng của nhật ký đã bị xé mất. Lúc này bên dưới nhóm của Harper đã phát hiện có người đang đột nhập vào hệ thống, báo cho Robin và Turner hãy rời khỏi đây. Nhanh chóng Robin đã lấy hết những vũ khí của Batman, nhưng chưa kịp thì một tên Talon đã xuất hiện. Hắn cầm kiếm truy sát làm hai người chạy muốn tụt quần ra ngoài đóng cửa lại. Tên Talon vẫn đâm chém loạn xạ, muốn phá cửa xông vào. Lúc này cảnh sát cũng đã đến bên dưới. Arkham liền nói ba người hãy lên ứng cứu, nhưng khi hai chị em nhà Harper chạy đi thì Arkham lại lái xe rời đi, bỏ trốn một mình. Tuy vậy nhưng chị em nhà Harper vẫn lên để tiếp ứng Turner, bên dưới là cảnh sát, bên trên là tên Talon, mọi người đã bị bao vây. Lúc này Robin lấy vũ khí phóng dây của Batman, phóng qua tòa nhà bên cạnh, bốn người cứ thế đu dây qua bên kia để thoát thân. Arkham sau khi chạy trốn đã đi đến gặp một người đàn ông, muốn bán cái đồng hồ của cảnh sát đầu hói kiếm ít tiền để làm lộ phí bỏ trốn. Nhưng không ngờ tên này sau khi lấy đồng hồ đã chĩa súng vào người của Arkham, cô gái chưa kịp hiểu chuyện gì thì tên Talon ở phía sau đã xem chết người đàn ông, Arkham lúc này té đái, bỏ chạy tuột quần ra ngoài xe. Nhưng chưa kịp nổ máy thì tên sát thủ đã đâm hỏng động cơ, sau đó là muốn phá cửa kính. Arkham lúc này sợ muốn rụng trứng, cứ nghĩ là đi tong rồi, tên này tiếp tục đâm vào bình xăng, muốn cho nổ chiếc xe, lửa lúc này bùng lên khắp nơi, Arkham muốn thoát ra nhưng không được. Bất ngờ một phi tiêu hình rơi lao đến Kim và tên Talon, Turner và Robin ngay lập tức xuất hiện tấn công, hai bên trao đổi chiêu thức rất kịch liệt, lợi dụng lúc này, chị em Harper đã giải cứu cho Arkham. Bên này Turner vẫn đang chiến đấu với tên Talon. Đang bị tên sát thủ cho ăn hành thì Robin đã bắn cho tên này một phát văng xa vài chục mét vào tường. Dù đòn tấn công rất mạnh nhưng cũng không ăn thua, tên Talon vẫn đứng dậy bình thường, thấy tên này quá trâu bò, mọi người đành bỏ chạy lấy thân. Về đến căn cứ, Arkham lúc này đã cảm thấy có lỗi khi bỏ rơi mọi người và quyết định sẽ cùng mọi người điều tra. Ở một diễn biến khác, thì ra Tony không có bán đứng sở tiêu, mà anh đến đây để nhận tội với mình, Tony không muốn người yêu gặp rắc rối. Cùng lúc này, ông thị trưởng của thành phố Gotham đã đến gặp bà quản gia, thì ra hai người này là thành viên của hội đồng cứu, hai người hình như còn có giao tình gì đó. Tối đến, sở tiêu đã đến gặp Turner, cô cảm thấy khó hiểu là tại sao bọn Talon lại biết được vị trí của mọi người. Sau đó Turner cũng cho bạn mình biết về những trang nhật ký của người rơi bị xé, nhưng họ không ngờ rằng những trang nhật ký này là do Robin xé, hình như cô gái đang che giấu một bí mật gì đó. Tập 2 của phim cũng kết thúc ở đây.